Nó chung với vlog người Long An, sống người Long An. Đây hôm nay hai vợ chồng mình đi dạo phố các bạn. Nay chở vợ đi, vợ con đi dạo phố. Mời các bạn dạo phố cùng hai vợ chồng nhé các bạn. Dạo phố Tân An các bạn. Rồi quay đi. Chạy nha. Giờ mình đang đường Hùng Vương đó.
đồ gì không vậy? Tối rồi các bạn. Hello mọi người, quá trời.